Nhưng quý vị phải ghi nhớ, muốn thật sự viên mãn, ba món căn bản này rất trọng yếu. Có người cho tôi biết, dường như người chẳng có ba căn bản này, nghe nói cũng giảng sanh. Có tình hình này hay không? Có. Nhưng ba căn bản của người ấy chẳng lộ rõ. Người ấy có hay không? Chắc chắn là có. Nếu không, làm sao có thể giảng sanh? Đâu có lẽ này. Nói tới một bà cụ già niệm Phật giảng sanh, suốt đời cũng chưa hề học Phật, cũng chẳng hề học đạo, mà cũng chẳng hề học nho, chuyện gì cũng chẳng biết. Quý vị lấy tiêu chuẩn của đệ tử quy để xem xét bà cụ có phạm một điều nào hay chăng? Quý vị nghiêm túc kiểm tra bà cụ chẳng phạm một điều nào tuy chưa từng học. Thập thiện nghiệp chưa hề học. Nhưng người này đúng là thiện nhân. Trọn đủ. Quý vị quan sát cẩn thận mới phát hiện. Người giảng sanh, người niệm Phật giảng sanh, bất luận có học hay không, biết chữ hay không, đều là người rất có đức hạnh, đều thật sự là thiện nhân mới có thể giảng sanh. Kẻ tâm hạnh chẳng lành, lắm mưu mô, rất khó giảng sanh. Vì sao? Quý vị chẳng thể đến thế giới Cực Lạc, là nơi chư thượng thiện nhân hội họp, quý vị vẫn dấy lòng tính toán, làm sao có thể giảng sanh cho được? Quý vị khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát biết ngay. Chư thượng thiện nhân ai nấy đều biết. Thật à? Thật đấy. Sách Hoàng Nguyên Quán dạy chúng ta thế này. Trong tâm của hết thảy chúng sanh vừa mới dấy một niệm, niệm ấy bèn trọn khắp pháp giới. Tốc độ quá nhanh. Xứng tánh, nhưng bản thân chúng ta không biết. Bất luận niệm gì, chỉ cần niệm vừa dấy lên, sẽ có ba thứ trọn khắp. Thứ nhất là tin tức này trọn khắp pháp giới. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Thứ ba là chứa đựng cả không lẫn có. Trong một niệm bèn có ba thứ trọn khắp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.